nay mình xin mời các bạn cùng đón xem buổi múa khỉ của các cháu tuổi trẻ tài cao. Thì cháu mới mua được bộ đồ, thì hiện tại thì đang múa và già kêu mình quay video, thì mình cũng quay video để đăng lên YouTube để cho các bạn xem. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và cùng theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Áo này lớn quá, rất hoài. Hôm nay xin kính chào cô chú anh chị khán giả. Thì hôm nay thấy cháu nó nhảy đẹp quá, mình quay lên đoạn video này để đăng lên kênh YouTube để cho quý vị các bạn xem. Tại vì thấy bé có năng khiếu quá. Đó. Mới mua đồ luôn. Nhớ kìa. Dạy mình bay một mùa thôi. Trẻ bây giờ nhìn thấy là tự học luôn, có năng khiếu tự học luôn à, tự nhảy tự múa luôn. Chỉ điểm cho thêm nữa. Quý khán giả, các bạn xem thì thấy hay thì dùm nhấn nút đăng ký và like chia sẻ cho mình để cho các em có động lực.
Rồi 1, 2, 3 vô trận nè. Lộn ơi. Khỉ lon mèo sao khỉ. Vô. Đó. Đó, đó, đó. Hay quá. Đó. Có nhỏ đi theo luôn, làm luôn hai luôn, hai người luôn. Anh cô ngồi theo luôn, ngồi luôn. Đây là đàn anh đi trước rồi đàn em lướt theo sau nè. Nhảy theo luôn. Anh nhảy nghe nó làm theo rồi đó. Tập theo rồi đó. Tập theo rồi, tập theo rồi. Anh muốn em tập theo rồi. Trời ơi. Nó nhảy luôn rồi, nhảy luôn rồi. Bắt đầu khỉ múa tiếp theo. Chương trình 2 bắt đầu. Khỉ nhảy lên cây dừa. Không biết nào anh nào em luôn. Quá hay luôn rồi, mọi người. Rồi có lộn mèo, lộn mèo, lộn. Đó. Ừ, quay giò, quay giò, quay giò. Quên chân, quên chân. Khỉ nhỏ lượm mồ bể rồi.
sao quay mặt lại đây, quay mặt vô trong lụm nè mà một xóa bài đông mà xóa bài đông tao lại đầm đông tao lại đầm đông đã tao lại đầm đông trời mày. Mày nghe mọi việc cả đâu sao đâu. Hôm nay tập cho mấy bé múa khỉ. Quay lên video đăng lên YouTube cho quý vị xem, các bạn xem. Nếu mà thấy hay thì dùm nhấn like, nhấn chia sẻ, đăng ký cho mình nha. Quay mặt lại đây. Đi nè. Đây mày nè. Ừ. Chờ tao. Cua. Mình score âm. Không có trống nhảy không ra. Trống. Lần hai score thầm liền score ba này. Không biết cô học gì không có trống nhảy không ra. Tiếp theo xin mời hai ông chàng vô. Đây. Đây. Tại chưa có đủ đồ thôi mà mọi người ơi. Thì đồ con nít thì rất là hiếm.